Quý vị có thể nói là mùa hè là mùa mà các hội đồng hương ở vùng Nam California tổ chức những cái sinh hoạt picnic ngoài trời, và nhiều nhất đó là tại công viên Mysore Park, công viên Garden Grove, tức là nơi tổ chức cái chương trình hội chợ Tết hàng năm đó. Ngày hôm nay thì Phan Khánh đang có mặt tại công viên Fern Valley, tức là công viên Mysore Park ngay góc đường Warner và đường Euclid. Ngày hôm nay thì hội ái hữu Trà Vinh tổ chức một cái chương trình sinh hoạt ngoài trời thật là vui tươi, quy tụ phải nói là trên 200 bà con đồng hương từ khắp mọi nơi ở miền Nam California đến đây để mà cùng tụ hội vui chơi vui hè, cũng như là khuyến khích các em nhỏ học tập theo truyền thống của bà con đồng hương quê gốc Trà Vinh. Bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh về cái chương trình họp mặt ngoài trời của hội đồng hương ái hữu Trà Vinh. Thưa quý vị, đây là anh Tường, đại diện cho ban tổ chức của hội Trà Vinh. Hôm nay hội mình có gì vui mà tổ chức ở đây thưa anh? Rồi, như hàng năm vậy đó, thì bún nước lèo hồi nãy ghét lai dài dài ăn nhiều lắm. Dạ, khoảng chừng 200 đồng hương khoảng đó. Hè nào cũng tổ chức không? Hàng năm. Hôm nay là năm thứ 17 rồi. Hôm nay có nhiều thấy nhiều hoạt động vui lắm, anh kể một vài hoạt động vui chơi sáng giờ đó. Vui chơi sáng giờ thì ở đây chúng tôi cho mấy em lãnh giải khuyến học hồi sáng. Lãnh giải khuyến học 30 mấy đứa, mấy em. Và nhưng cái mục đích của mình là để cho cái lớp mà nó đã ra trường rồi, nó thành danh rồi đó, nó trở lại, nó bảo trợ, nó phát đó. Và còn hiện tại phía bên tay mặt tôi đó là mấy em đang thi nhảy bao, thiếu niên, thiếu nhi, rồi người lớn nữa, sẽ chạy vui lắm. Dạ. Đồng hương ở Trà Vinh ở Hoa Kỳ này và tại California này có đông không anh? Dạ, đông lắm, nhưng mà như trong cái mình ghi với anh nó khoảng chừng 500 mấy 600 tại đây, tại của hội Nam Cali. Rồi Bắc Cali giờ ngay giờ phút này ở Bắc Cali cũng hội Trà Vinh đang tổ chức giống như đây vậy đó. Dạ. Cũng ngay giờ phút này. Dạ. Nói chung thì cái người dân miền Tây rồi thì là người dân Trà Vinh nói riêng thì như thế nào hả anh hả? Người Trà Vinh hả? Người Trà Vinh thì chắc chân chắc hiền hòa lắm. Và người miền Nam mà. Và người Trà Vinh thì chúng tôi có sống hòa hợp với nhau lắm, tại ba sắc dân: người Tàu, người Việt và người Khmer. Và quý vị thấy mấy người đứng đó, người Khmer kìa, người Việt đóng miên đó, rồi người Tàu à, rồi người Việt, chúng tôi sống hòa hợp với nhau lắm. Nhưng mà thành lập cái hội này, kết hợp được vậy đó, là mình có một cái tay ngày xưa tôi dạy đó, nhà học đó, tôi là hiệu trưởng trường học ở đó, thành ra học trò của tôi đó, người Việt, người Tàu, người Trung Hoa. Thành ra tôi khi mà tôi đứng làm hội đó, làm những học trò cũ đó, nó hợp tác, nó phù hợp tác, cho nên mới trường tồn năm nay là 17 năm rồi. Wow. 17 năm rồi. Dạ. Ở Trà Vinh thì có những cái địa điểm nào đặc biệt thưa anh? Trà Vinh có ao bào ôm, yeah, biển Ba Động. Dạ. Dạ đó, biển Ba Động, ao bào ôm, rồi có cái đặc sản đặc biệt nhất ở Trà Vinh này. Bánh tét nhưng mà không có nổi bằng bún nước lèo. Bún nước lèo Trà Vinh, rồi bánh mặn, rồi dừa sáp ở Cầu Kè. Đuôn Chà Là ở miệt Cầu Ngang, Long Toàn. Nhắc tới chắc anh nhớ lắm rồi không? Nhớ quê hương của mình mà. Quê hương của mình thành ra phải... Xin anh cũng có đôi lời đến với bà con đồng hương gần xa, những người Trà Vinh mà không có dịp đến đây dự họp mặt hôm nay đó. Nhân cơ hội này thì chúng tôi cũng nhắn nhủ với tất cả đồng hương Trà Vinh của mình là ở Nam Cali, có cái hội ái hữu Trà Vinh. Thì năm nào cũng tổ chức xuân và dịp Tết đó, đầu niên rồi dịp hè. Và chúc với bà con nếu mà đi về đó thì có dịp thì ghé hội. Liên lạc hội sao anh? Liên lạc là nhà sách Văn Bút của tôi đó. Tôi ở nhà sách Văn Bút ở Bù Sa đó. 9242 Bù Sa. Kế Phước Lộc Thọ đó. Hay về là ghé đó thôi. Trà Vinh mình. Quý vị theo đó là anh Tường, đại diện cho hội ái hữu Trà Vinh, bà con đồng hương Trà Vinh trong cái buổi họp mặt ngày hôm nay tại công viên Mysore Park thuộc thành phố Fern Valley. Như vị thấy thì các em phải là thế hệ thứ hai, thứ ba của những người bà con đồng hương Trà Vinh đang được hội ái hữu Trà Vinh tặng những cái bằng khen cho cái thành tích học tập xuất sắc. Đây là dịp mà phải nói rằng là ngoài những người lớn có thể là tụ họp nhau hàn huyên tâm sự, nhắc về những kỷ niệm ở Trà Vinh, thì còn là dịp mà các em nhỏ sinh ra tại đất Hoa Kỳ này có thể biết hơn về quê hương miền Tây Nam Bộ của các em, đó là vùng đất Trà Vinh.